nữ ca sĩ Mỹ Linh đang vô cùng bức xúc về việc một website đã mạo danh cô để quảng cáo cho chai xịt chống ngáy ngủ bởi bệnh nhân được nhắc đến trong quảng cáo chính là nhạc sĩ Anh Quân chồng của cô thậm chí là kẻ bịa chuyện còn giả làm Mỹ Linh để tiết lộ một bí mật trong cuộc sống vợ chồng khi mà Anh Quân ngáy to tới điếc tai làm Mỹ Linh không thể ngủ được bên cạnh chồng mình trong hai dòng trạng thái được đăng tải tối qua. 30 và sáng nay 31 tháng 3 trên trang Facebook cá nhân. Diva Mỹ Linh khuyến nghị mọi người hãy chia sẻ bài viết của cô để cảnh báo cộng đồng mạng về một hình thức bán hàng lừa đảo. Đó là một đường link có nội dung ca sĩ Mỹ Linh tiết lộ liệu pháp chữa chứng ngáy ngủ cho chồng bằng sản phẩm chai xịt. Nữ ca sĩ khẳng định đây là một bài viết bịa đặt và đề nghị chủ nhân bài báo gỡ bỏ ngay, đồng thời xin lỗi gia đình cô và thu hồi sản phẩm đã bán, nếu không thì cô sẽ nhờ tới luật sư để xử lý. vâng tạm bỏ qua câu chuyện về nỗi bức xúc của nữ ca sĩ mỹ linh khi mà bị mượn danh để quảng cáo cho sản phẩm thuốc chống ngủ ngáy à, chúng ta có thể thấy rằng chứng ngáy ngủ thì đã trở thành một vấn đề của rất là nhiều gia đình và đây được coi là một chứng bệnh gây nhiều khó chịu cho những người ngủ cùng và thậm chí là có thể tác động tiêu cực tới quan hệ vợ chồng. Thông tin trên trang Times of Indian của Ấn Độ cho biết là ngủ ngáy được cho là một trong những nguyên nhân của hơn 30% các vụ ly hôn ở trên thế giới và việc nhiều ông chồng cứ tối tối lại bị vợ đuổi ra ngủ ở ngoài ghế salon hoặc là ở phòng khách thì không phải là chuyện lạ bởi vì ông ấy ngáy rất là to. Vâng, và có nhiều cách trị liệu chứng ngáy ngủ, trong đó thì thông dụng nhất được áp dụng ở các gia đình đó là người nhà giúp người mắc bệnh thay đổi tư thế ngủ từ nằm ngửa chuyển sang nằm nghiêng. Ngoài ra thì người ta còn phát minh ra loại giường thông minh để giúp ngăn tiếng ngáy, chiếc giường mang tên là 360 Smart Bed ra mắt vào hồi đầu tháng 1 vừa qua có khả năng theo dõi hơi thở, nhịp tim của người dùng và tự động nâng phần đầu người ngáy lên để thông đường thở và chấm dứt hoàn toàn tiếng ngáy gây khó chịu cho những người xung quanh. Vâng và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thực hiện một số biện pháp hết sức là đơn giản, ví dụ như là thay đổi cách sống bao gồm là từ bỏ thuốc lá tránh các loại đồ uống có cồn, ăn tối sớm và tránh ăn quá nhiều vào bữa tối, hay là ngủ nghiêng về một bên và giữ cho đầu cao hoặc là xịt mũi và họng trước khi đi ngủ để cho dễ thở hơn. Với người bị béo phì thì việc giảm cân có thể giảm phần nào được cái việc ngủ ngáy và nếu vấn đề không thể khắc phục thì đơn giản là chúng ta có thể thực hiện một tiểu phẫu nhỏ để giải quyết.